Công an phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang 5 đối tượng là học sinh trung học phổ thông đang tự sản xuất các loại pháo nổ vào ngày 11 tháng 2 năm 2015. Qua nguồn tin báo, lực lượng công an đã xác định đối tượng Đậu Hoàng Anh, sinh năm 1999, ở khối 7 phường Hồng Sơn đã sản xuất và tàng trữ pháo. Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, lực lượng công an phường Hồng Sơn, thành phố Vinh đã thu giữ tại nhà Đậu Hoàng Anh 12 quả pháo tự chế, 170 gram thuốc pháo, 47 dây dẫn cháy làm ngòi và nhiều dụng cụ để sản xuất pháo. Điều tra mở rộng, lực lượng công an tiếp tục bắt thêm 4 đối tượng trong nhóm của Đậu Hoàng Anh cũng đang tự sản xuất các loại pháo để bán. Tại nơi sản xuất pháo của các đối tượng, lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm 100 quả pháo đại cỡ lớn, gần 2 kg thuốc pháo, 57 dây dẫn cháy, trong đó có những quả pháo có chiều dài 27 cm, đường kính 10 cm, nặng 1,2 kg. Tất cả 5 đối tượng trên đều là học sinh lớp 10 của các trường trung học phổ thông tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện công an đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số tang vật và tạm giữ hình sự các đối tượng để hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.